shopjgray.vn, shop máy gặt an toàn, uy tín và chất lượng. Giao dịch tự động bao gồm vòng quay kim cương, có cơ hội nhận đến 9.999 viên kim cương chỉ với 20.000 đồng. Thử ngay vẫn may đã nhận những ạc siêu VIP, đồng thời còn rất nhiều phần thưởng khác đang chờ đợi các bạn. Còn không mau truy cập ngay shopjgray.vn. Hello mọi người và chúc mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Đối với ngày hôm nay các bạn thấy cái mặt của anh J có vẻ hơi tối tối à, đúng rồi. Nhà của anh J hiện tại cái bóng đèn đã bị hư rồi nha các bạn nha. Nhưng mà không sao, bỏ qua chuyện đó đi. Anh Titan TV Man sẽ làm cho khuôn mặt của anh J trắng sáng và đẹp trai nha các bạn. Và ngay bây giờ mình có một câu hỏi muốn hỏi các bạn nè. Đố các bạn ngày hôm nay anh J sẽ coi phân tích của ai? Tới đây thôi là các bạn nhìn cái hình này là biết của ai rồi đúng không? Đó chính là của một người mà anh Jay đã ấy. Một người mà anh Jay mãi mãi là anh em. Đó chính là bạn Bùm nha các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau coi phân tích bí ẩn Skibidi Toilet tập thứ 67 phần 3 của bạn Bùm làm, để xem coi là bạn ấy sẽ phân tích những thứ gì nha. Nói chung là anh Jay cũng xem phân tích của nhiều người, nhưng mà bạn Bùm là người phân tích kỹ và rõ nhất nha các bạn, nên là cứ xem bạn Bùm là cho chắc cú. Ok, ở đây bạn ấy có viết cái gì nè. Tiến sĩ chính là giả. Ok, chuyện này anh biết rồi Bùm ơi. Titan TV Man trở lại với một khuôn mặt rất dễ thương. Ở bên đây Titan Cameraman thì được cứu các bạn à. Wow. Ngay bây giờ các bạn đã sẵn sàng cho video chưa? Sẵn sàng rồi nhớ để cho video này một nút like, ủng hộ cho anh Jay nha. Còn những bạn nào thích kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Và Bùm ơi, cho anh xin phép em tiếp tục reaction video về phân tích bí ẩn nha. Let's go baby. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi Bùm phân tích Skibidi Toilet tập thứ 67 phần 3 nha các bạn nha. Nhưng mà chúng mày video này thấy gì đây không? Đây chính là anh Titan TV Man cấp 3 đang cười với các bạn đó. Nhưng mà anh Jay thì sẽ không thể nào cười nổi, bởi vì ngày nào bây giờ anh Jay cũng nhận được một cái dòng tin báo từ YouTube, đó chính là kênh bạn hiện đang bị xem chùa vượt mức an toàn là 99% nha các bạn nha. Bạn hãy cẩn thận coi chừng lên 100% các bạn, cho nên làm nhớ nút like, đừng xem chùa trên kênh của anh Jay nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Let's go baby. Các bạn đã từng ước mơ trở thành tỷ phú như thế này chưa? Nếu có thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một tựa game cờ tỷ phú Monopoly Go cực kỳ hấp dẫn mà dạo này ngày nào mình cũng chơi để mình làm tỷ phú luôn các bạn. Trong game thì chúng ta sẽ nhấn vào nút Go để đổ xí ngầu và đi đến các thành phố nổi tiếng trên thế giới. Nếu bạn thích thì bạn có thể mua nguyên cái thành phố đó và biến nó thành của riêng bạn. Và khi ai đi đến thành phố của bạn thì họ sẽ phải trả tiền tham quan. Kiếm tiền không hề khó à nha. Nhưng mà nếu các bạn xui xui giống như mình á thì sẽ đi vào ô bị tuyết còi như này nè, là lúc đó chúng ta sẽ phải đổ xí ngầu. Nếu mà ra hai con số giống nhau chúng ta mới được thoát ra khỏi đó nha. Chưa hết đâu, trong game còn có nhiều sự kiện thú vị như là mở két kho báu ngân hàng để tìm nhẫn kim cương nè. Rồi nếu như may mắn thì bạn sẽ đi vào những cái ô người ta sẽ thưởng tiền cho bạn. Và đặc biệt nhất, sắp tới game sẽ có rất nhiều sự kiện diễn ra, nên các bạn hãy cùng với Jay tải ngay game Monopoly Go về để đón chờ các phần quà hấp dẫn và trở thành những nhà tỷ phú tại ba nha. Link game thì mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận của video nha. Ê, vô coi nào. Chà bum. 22 giây để chiếu lại phân cảnh trong tập 67 phần 2. Ok. Skibidi đang dùng tuyệt kỹ thôi miên Titan Cameraman, làm cho Titan Cameraman tự cứa vào đầu. Rất may mắn Titan Speakerman đã xuất hiện kịp thời để ngăn chặn. Đại ca lo độ. Các bạn có nhìn thấy gấu Bùm G-Gray VS tụ của mình có giống đại ca lo độ hay không? Nếu như bạn thấy giống á, hãy lên ngay Shopee của anh Jay để mua ủng hộ cho anh Jay nha. Anh okay. Nắm tay Titan Cameraman. Anh nắm tay Titan Cameraman. Nắm tay à, nắm tay giống vậy, giống mấy người yêu với nhau. Không có. Nắm tay như nào? Gỡ ra đi người anh em. Ồ, vậy chứ ai mà nắm tay như người yêu mới ní. Chấp nhận cho răng cưa cắt vào người mình. Khoan đã, bạn có nhận ra điều gì không? Ánh sáng thôi miên của tiến sĩ Skibidi không hề có tác dụng với Titan Speakerman. Oh, lý đúng. Do là vì mắt của tộc Speaker rất đặc biệt. Bạn từng chứng kiến điều tương tự ở Speaker Women trong tập 61. Oh, chính xác. Bởi ánh sáng cực đại của Penguin Chiro Toilet. Trời ơi. Ê, bạn Bùm đổi tên cái con kia rồi. Lúc trước là bạn Bùm gọi là gì á, tên của Jesus nha các bạn. Nhưng bây giờ á thì bạn Bùm nó đổi là Penguin này nha các bạn nha. Cảm ơn Bùm rất nhiều nha Bùm. Nice. Mãi mãi là anh em. Ok, nếu như bạn thắc mắc Jesus là ai á thì đó chính là người đứng đằng sau tấm hình này nha các bạn nha. Anh Jay rất là tin tưởng người này luôn. Còn bây giờ thì coi tiếp video nào. Let's go.
Titan Speakerman tiếp tục nhảy đến, dùng dao cứa vào tay cửa sắt, lấy nó ra khỏi người Titan Cameraman. Tên tiến sĩ ghê nhá. Hắn thôi miên để Titan Cameraman tự đấm vào mặt mình. Lão! Tên Z-Man vẫn đứng đó nhìn cảnh huynh đệ tương tàn. Hắn đang rất đắc ý vì tin rằng hai Titan không thể qua khỏi, muốn con mồi chết dần chết mòn trong sự kiệt sức kéo dài. Thằng G-Man này nó láo vậy, nó muốn hai anh Titan đấm nhau tới chết. Dài thời gian hành hạ để thỏa mãn thú tính của bản thân. Nhưng bro, hắn đâu ngờ Titan Speakerman là một người dũng cảm. Anh không quá yeah. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thằng quỷ tiến sĩ dao để lên mặt, chuẩn bị thực hiện tuyệt kỹ dùng sóng âm phóng yeah. Dao của Speaker mình. G-Man lúc quá này đỉnh. Nhận ra mọi chuyện, hắn không thể đứng nhìn nữa, bắn laser vào vai phải của Titan Speakerman. Hãy nhìn lại cảnh này, quá thật là laser của G-Man quá mạnh. Một quá buồn. Tắt chưa đến một giây đã làm cho phần loa bên vai của Titan Speakerman văng ra khỏi cơ thể. Vậy là bị mất một cái loa rồi các bạn. Cho dù cái loa đó có một cái lớp giáp kế bên, nhưng mà thằng G-Man chỉ cần bắn vô một cái thôi là bể cái loa liền các bạn à. Vậy là các bạn đã thấy chứng tỏ là người của anh Titan Cameraman chắc cỡ nào đúng không? Bắn vô cái chân quảnh mà cái chân quảnh vẫn đi được nha các bạn. Titan Speakerman quay về phía G-Man. Mày hả G-Man? Đã bị Titan Cameraman cản lại. Ăn cua đấm và dùng chân ấn vào cơ thể. G-Man và tiến sĩ Skibidi thì cười đắc ý. Từ nãy đến giờ, bạn có nhận thấy điều kỳ lạ không? Tên tiến sĩ Skibidi lúc đầu là dùng ánh sáng đỏ, nhưng sau đó lại đổi sang ánh sáng xanh. Wait a minute. Bầm ơi, ánh sáng này ánh sáng màu tím mà Bầm. Hình như từ đó giờ bạn Bầm gọi ánh sáng này ánh sáng màu xanh nha các bạn nha. Nhưng mà anh Jay thì gọi đây là ánh sáng màu tím nha các bạn. Theo các bạn thì ánh sáng màu này là màu gì? Hãy bình luận cho anh Jay biết nha các bạn nha. Hay là anh Jay bị mù màu ta? Mình nhìn rất là giống màu tím luôn á. Câu hỏi đặt ra là tại sao hắn làm vậy? Hai tuyệt kỹ này có gì khác nhau? Cả hai đều là thôi miên, nhưng ánh sáng đỏ sẽ khiến kẻ địch tập trung vào màn hình của tiến sĩ Skibidi và tự làm hại bản thân. Đúng rồi. Titan Cameraman lúc này, anh ta luôn hướng mắt vào TV không thể dứt ra được. Còn ánh sáng xanh thì có sức mạnh lớn hơn. Nó có thể điều khiển con mồi làm theo ý thích của tiến sĩ Skibidi mà không cần nhìn vào TV. Đó là lý do quá dữ. Sau, Titan Cameraman quay lại tấn công Titan Speakerman. Sự anh dũng, kiên cường, vì nghĩa diệt thân của Titan Speakerman đã tác động đến Cameraman POV. Anh không thể đứng nhìn được nữa, phải hành động thôi. Đó chính là chúng ta, Cameraman POV là chúng ta đó các bạn. POV dùng súng cối bắn hai viên đạn vào tiến sĩ Skibidi, nhưng nó chẳng có chút tác động nào. Cameraman POV hoàn toàn biết hành động vừa rồi như tự đưa mình lên vào cửa đường. Tử. Nhưng anh vẫn làm, vì dù cơ hội cứu hai Titan có thấp đến đầu thì cũng rất đáng thử. Hai viên đạn thay lời Cameraman POV, tao thà chết vinh cùng hai Titan, chứ không thể trơ mắt nhìn bọn mày hành hạ đồng đội tao. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Coi như hai Titan đã đi rồi, chúng ta cũng đi theo luôn nha các bạn nha. Tiến sĩ quay đầu qua nhìn Cameraman POV như kiểu, mày biết bố mày là ai không? Không, bố mày là ai nói đi. Dám làm tí vào ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của mày. Các bạn có thấy nó láo chưa? Nó kêu là ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của mày. Mày yên tâm đi, câu này dành cho mày mới đúng á tiến sĩ. Tiến sĩ đã nói đúng, năm sau có đám giỗ, nhưng là đám giỗ của chính hắn. Yeah, let's go. Bùm với anh Jay lúc nào cũng nói giống nhau. Chúng ta nên trở thành một đôi bạn thân tình nghĩa anh em. Một cây dao bự chà mẹ đâm thẳng vào màn hình của tiến. Một cây dao bự chà mẹ. Bự chà bá chứ bùm mè đổi thì cái chứ. Và không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc TV này là đồ ăn cắp 100%. Quay lại tập 47, bạn sẽ thấy khi Titan Speakerman đâm vào đầu Titan TV Man, vết nứt trên màn hình giống y hệt vết nứt của tiến sĩ. À, vậy là cái tên tiến sĩ này, hắn ta không hề chế tạo một cái TV nào nha các bạn nha, mà đi ăn chợm, đi ăn cắp các bạn à. Cái thằng khứa này thì cái chứ. Vậy mà cũng bày đặt để chữ Skibidi lên TV. Đúng rồi đó. Đồ. Thằng nhóc hàng xóm của Bùm tình nhục, nó biết tiến sĩ Skibidi, nhưng rõ ràng tiến sĩ Skibidi thì không biết nhục. Học lý Bùm ơi. Ủa? Nhà Bùm thì tên Bùm, thằng hàng xóm tên nhục.
Để 21 coi coi bạn Bùm còn có bạn hàng xóm tên gì nữa nha các bạn nha. Và sợ hãi của hắn lúc này y như thằng táo bón 7 ngày mà chưa ị được cục kít nào. Khi màn hình của tiến sĩ Skibby bị phá hủy cũng là lúc Titan Cameraman được giải thoát. Anh ngã quỵ xuống, người anh hùng của chúng ta đã kiệt sức sau chuỗi ngày chính thi xác đấu không ngừng nghỉ từ tập 50 đến tập 67. 3 tháng ròng rã cùng đón nhận cả niềm vui chiến thắng. Đó. Buồn với người hâm mộ. 3 tháng chiến đấu không nghỉ một phút giây nào nha các bạn nha. Oh my god. Wow. Các bạn có thấy anh ấy khổ cực hay không? Khổ cực chứ, cũng giống như anh Jay ngày nào cũng làm clip mà mấy khứa coi không bao giờ bấm like, mấy đứa khứa này ghét thiệt chứ. Nhưng mà nút like giùm đây nha các bạn nha. Anh phải tạm dừng mọi thứ tại đây, có lẽ phải rất lâu nữa. Anh nghỉ ngơi được rồi. Có thể gặp lại Titan Cameraman. Đó là tình buồn. Còn anh nghĩ ra được rồi, không sao đâu. Titan Speakerman vẫn có thể gượng dậy được. Anh ổn hơn nhiều so với Titan Cameraman. Đại ca mà. Tin cực kỳ vui lạ. Updated Titan TV Man đã let's go. Quá đẹp và ngầu luôn các bạn. Không chỉ làn khói có màu đen đặc trưng chỉ dành cho giới quý tộc mà giới quý tộc là sấm chớp nổi lên dữ dội. Quá dữ. Sấm chớp và tốc độ của một nhân vật pha đèn xa vô vượt trội. Lúc này Titan TV Man đã nói gì đó và nếu bạn cho âm thanh quay ngược lại sẽ nghe lại. Cái này mình muốn nghe. Your life ends now. Your life ends now. Wow! Có nghĩa là mạng sống của mày sẽ kết thúc ngay bây giờ. Wow! Nghĩa là làm đám giỗ nhớ mời tao. What? What? Ủa là sao ta? Ủa? Ủa là Bùm đang giỡn anh hay là anh học tiếng Anh bị trễ giờ? Bùm đùa đó. Ok. Cuộc đời mày sẽ kết thúc ngay bây giờ. Z-Man, và ta thấy trái ngược hoàn toàn. Tên Z-Man đê hèn với vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Bỏ chạy. Z-Man như đang bị tiêu chảy, hắn vội vàng quay về căn cứ bồn cầu. Nhưng không. Chạy về căn cứ kiếm bồn cầu các bạn ơi. Biết sao không? Tào Tháo được. Đúng phải, hắn đang ở trong cái bồn cầu còn gì. Chỉ có thể là nhìn thấy Titan TV Man quá mạnh nên sợ đái trong quần. Sợ đi vệ sinh trong quần luôn các bạn ơi. Hồi đó anh Jay học ở trên trường Jay em, có thằng kia nó đi toilet trong lớp các bạn. Rất là thơm nha. Để gấp để thay tả. Sao cũng được, ta trở lại với tên tiến sĩ. Ok. Hắn dương tất cả xuống lên để chuẩn bị chiến đấu. Câu hỏi đặt ra là tại sao hắn không dịch chuyển tức thời để bỏ chạy vào đúng rồi. 65. Anh chị cũng thắc mắc. Hắn làm gì đủ solo với Titan TV Man. Anh chị cũng thắc mắc. Thật ra là hắn muốn bỏ chạy đó các bạn. Hãy nhìn làn khói đen tỏa ra dưới chân tiến sĩ nè. Tuy nhiên, vũ khí của hắn đã hư hại, đặc biệt là chiếc TV này. Tiến sĩ Skibidi đã mất khả năng dịch chuyển tức thời nên chỉ có thể cố gắng chiến đấu thôi. Vậy có nghĩa là muốn dịch chuyển thì cần tới sức mạnh TV á ta? Ủa đâu phải đâu Bùm. Hình như là sức mạnh TV mà khi mà anh Titan TV Man đã bị bể rồi á thì cũng vẫn dịch chuyển được à. Nhưng mà anh nghĩ là tên tiến sĩ này bây giờ hắn ta hết năng lượng. Và thứ đứng trước mặt tiến sĩ còn khủng khiếp hơn hắn nghĩ rất nhiều. Một thanh kiếm màu tím với tiêu let's go điểm. Đồ lông đao với các bạn, anh chơi đặt tên cho cái này là đồ lông đao. Trời xúc. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Hiện trong làn khói đen, Bùm đánh giá đây là vũ khí đẹp nhất, đỉnh nhất trong Skibidi Toilet. Chính xác. Thời điểm hiện tại, người cầm nó chắc chắn phải đẹp trai ngang ngửa Bùm. Đúng là như bro. Bro. Người cầm nó chắc chắn phải đẹp trai ngang ngửa Bùm. Vậy các bạn có muốn anh Jay show mặt Bùm cho các bạn coi hay không? Hãy bình luận cho anh Jay biết nha bạn nha. Để anh Jay sẽ đi qua nhà của Bùm, bắt tay tình nghĩa anh em và xô mặt Bùm cho các bạn coi, đồng ý không? Đồng ý thì bình luận liền nha các bạn. Vậy rồi các bạn, updated Titan. Anh Jay biết nhà Bùm ở đâu, muốn nói không nói cho nghe. Muốn lắm chứ vậy. Muốn thì bây giờ mà để lại một nút like đi. Anh Jay sẽ nói cho nghe. TV Man xuất hiện quá ngầu. Sự chờ đợi của chúng ta đã được đền đáp xứng đáng. Cả ngoại hình quá ngầu của Titan TV Man đều hoàn hảo. Hết sảy. Vì một vị thần xuất hiện tỏa sáng giữa bầu trời đêm, nhưng lại báo hiệu quá phê lại đèn tối như ba tô cơm của tiến sĩ Skibidi. Ủa Bùm, hôm nay em bị cái gì á Bùm?
À, em mới nói gì anh nghe chưa rõ nha, đâu nói lại coi coi. Đều hoàn hảo, anh không khác gì một vị thần xuất hiện tỏa sáng giữa bầu trời đêm, nhưng lại báo hiệu tương lai đèn tối như ba tô cơm của chú Skibidi. Tương lai đèn tối như cái gì? Như ba gì? Thắng chống chung quá. Tên lửa không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho không thần. Không suy nghe. Anh mạnh mẽ bước đến, chạm một dao vào bên phải tiến sĩ. Lúc mày sao? Thấy màn hình của cameraman Piều Vị đột nhiên bị nhiễu. Đây là đúng rồi. Hiểm từ nha các bạn. Nghĩa là kim của Titan TV Man có điện, nên khi chém gần cameraman Piều Vị sẽ làm camera của anh bị nhiễu. Bùm, học giỏi dữ ta. Wow, vừa phân tích hay mà vừa học giỏi nữa. Trời, vậy là Bùm vừa học giỏi môn ngữ văn, vừa học giỏi môn toán, vừa học giỏi môn tiếng Anh, vừa học giỏi môn vật lý, vừa học giỏi môn hóa học luôn. Trời, Bùm này xứng đáng là lớp trưởng nha các bạn nha. Ok. Một sự đầu tư quá xuất sắc của Đa Phúc Bùm. Quá hay anh hai ơi. Series Skibidi Toilet chân thật hơn bằng cách đem hiện tượng vật lý vào sản phẩm của mình. Một like cho Đa Phúc quá Bùm ghê. Và Bùm cũng tự like cho mình vì đã cố gắng học hành đàng hoàng nên mới biết hiện tượng vật lý đó này. Các bạn thấy vô. Các bạn coi Skibidi Toilet mà còn phải có học mới coi nha các bạn nha. Không có học coi không hiểu gì đâu nha các bạn, mà cho nó làm. Nhớ học thật là giỏi nha các bạn nha. Sắp tới ngày 20 tháng 11 rồi, nhớ tặng hoa cho thầy cô nha các bạn. Lại tập phim. Một chém nữa bên tay trái, một vẫy hất văng màn hình. Đã đến lúc phô diễn sức mạnh. Ánh sáng thiêu đốt lần này không chỉ đến đèn khải quyền mà Titan TV Man đã được nâng cấp lên 6 cái. Tiến sĩ Skibidi chỉ biết trố mắt lên mà không hề. Ê, mà tại sao khúc này các bạn có thấy lạ lạ không? Không biết Bùm có để ý kỹ không nha. Khúc này chiếu đèn màu đỏ mà ông tiến sĩ lại bốc lửa các bạn. Một cái tuyệt chiêu mà bốc lửa, thì các bạn có nhớ là màn hình màu gì mà bốc lửa hay không? Hãy bình luận cho anh biết liền nha các bạn nha. Kháng, Titan TV Man tạm ngừng một xíu và nói Still alive. Still alive. Có nghĩa là vẫn còn sống luôn á hả? Ghê vậy. Nghĩa là đám dỗ cũng mấy tô cơm anh. Wait a minute. Still alive. Có thể dịch ra tiếng Việt là đám dỗ cúng mấy tô cơm. Ba tô cơm chứ mấy tô cơm. Ba tô cơm, ba cây nhang. Lộ, câu này alo mà. Vẫn còn sống sao? Vẫn còn đó, sống sao? Đúng rồi. Tiến sĩ, lúc này ta mới biết thanh kiếm của Titan TV Man có thể rút ngược vào, giúp anh linh hoạt hơn trong lúc chiến đấu. Wow. Chúng ta rút ra rút vô luôn. Tên tiến sĩ Skibidi này là một con robot. Không có máu chảy ra, dòng điện xanh rò rỉ y như của tên Z-Man giả. Các chi tiết của robot hiện rõ bên ngoài. Titan TV Man không muốn dùng kiếm nữa. Anh nghĩ biểu diễn nhiều đầy chưa đã. 20 tập phim vắng mặt thì phải có cái gì đó ngầu hơn. Chính xác. Anh hâm mộ chứ. Yêu nguyên tử. Phải cảnh đánh Bro. Anh hai, tại sao anh hai có thể làm bộ phim như thế này? Từ phía sau này đâu, là cái này nè. Lõi năng lượng của anh ta dần chuyển động, tích tụ khối sáng năng lượng màu tím mộng mờ, đẩy một cú laser. Màu tím mộng mờ. Sao Bùm nói cái câu này? Cái câu này của anh Jay mà Bùm. Có vẻ Bùm rất là yêu thích ấy. Bùm rất là tình nghĩa anh em với anh Jay luôn. Câu gì anh Jay nói Bùm muốn nhớ vậy ta? Rất đã mắt. Sau đó Titan TV Man nói Asshole. Asshole có nghĩa là khốn kiếp, khốn nạn nha các bạn nha. Thằng khốn. Sao anh với Bùm dịch khác nhau vậy? Nói chung là cũng khốn khốn nha các bạn. Và cuối cùng thằng khốn cho biểu cảm khuôn mặt dễ thương xuất hiện lên màn hình, đánh dấu tập phim kết thúc. Quá dễ thương. Các bạn đã xem hết video. Mình là Bùm. Wow. Nhớ đăng ký kênh nhé. Cảm ơn Bùm rất nhiều nha. Các bạn đừng quên nó qua kênh của Bùm. Đăng ký kênh, bấm like cho bạn ấy nha. Video của hôm nay của mình tới đây cũng đã phải kết thúc rồi các bạn à. Các bạn đừng quên hãy tải tựa game Monopoly Go để chơi cùng với anh Jay và nhớ lại cho video của anh Jay một nút like, cũng như là bấm nút để kênh ở phía dưới nha. Hẹn lại các bạn ở video ngày mai cũng như team mình. Bye bye. À mà quên, lên tải Monopoly Go ở dưới phần mô tả nha các bạn.